Hello anh em, mới vừa mua lại xe khách quá đẹp luôn. Ngay chỗ đứng tên luôn anh chị, coi quyền được 2 tập luôn. Xe này của mình nữa anh chị, quá trời xe đợi anh em mình tại thành Bến Tre. Tầm 100, 200, 300, 400, 500, 600, rất là nhiều anh chị. Tha hồ anh chị mà lựa con cốc, số sàn, tự động, máy xăng, máy dầu có nhiều lắm. Đủ màu sắc luôn, rất là đẹp luôn anh em ha. Đủ màu sắc luôn. Bữa mấy bữa nay thì được rất nhiều anh em phương xa ủng hộ. Hồi sáng giờ cũng được 4 xe anh chị, rất là vui anh chị ha. Được chị anh em qua quan tâm ủng hộ anh Thịnh. Ở đâu có người bán, ở đâu có người mua. Nhưng mà rất là chân tình cảm ơn những anh em ở xa số ủng hộ, cho nên mình cũng bớt khá là nhiều lời, rất là ít hay bán nhiều chứ lời ít lắm chị. Có xe là cũng lỗ mà đâu ai biết đâu, nhiều khi nói không ai tin. Bước vô rồi mới biết nha. Thì xe này thì để cho anh em mình có 100 mấy thôi. Xe được trang bị cảm biến da, máy gầm số cực im. Đây là Nissan Versa nhập Mexico anh chị, nhập Mexico ha. Bữa giờ về được mấy chiếc Versa này chạy sướng, giá rẻ mà mình bán liền, mua về là bán liền luôn. Xe này mình nó quá đẹp anh chị ha. Về đi thôi, túi khí ABS đầy đủ, màn Android luôn rồi. Chất xe đẹp anh chị, để cho anh chị mình 189 triệu ha. Bị chạy đến tí xíu sẽ dặm sơn cho anh em mình miễn phí, không tính tiền nha. Bao chơi, bao xài, bao chạy, bao quay đầu. Anh em nào quan tâm món này thì alo cho em Thịnh mình 0834 33 3371, 0866 678971 nha. Cảm ơn chị em mình nhiều.